Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là YouTube Mail Ray. Và mấy hôm nay livestream thì mọi người cứ đặt câu hỏi cho mình là khi nào thì anh làm clip về phòng của anh? Hiện tại anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Và những cái mình stream thì sẽ có sử dụng những cái gì? Thì hôm nay mình sẽ show cho các bạn xem. Thì đầu tiên là mình sẽ cho các bạn xem là cái phòng của mình nó như nào. Ok, bắt đầu nào. Ok, đầu tiên mình sẽ quay cho các bạn xem cái phòng của mình. Đây là phòng trọ của mình. Cái phòng này là mình đã gắn bó được đến năm thứ 6 rồi. Mình từ khi mình đi học đại học đến bây giờ thì mình không chuyển chỗ nào hết. Đây, tất cả đồ đạc của mình rất đầy đủ. Một phòng trọ rất đầy đủ. Và đây là cái giường thân yêu của mình. Nên là mình khi nào mà mệt thì mình sẽ nằm ở đây. Nhà vệ sinh ở dưới kia, tất cả đồ ở dưới kia hết, nhà vệ sinh dưới kia tách biệt. Đây là bộ PC của mình. Ở đây bộ PC thì có đầu tiên là cái tai nghe của tàu. Tai nghe của tàu là nghe gì đây? Không biết là tai nghe gì đây. Thật ra là nghe cái này nghe cũng dùng ok lắm. Đây là cái loa 30.000 dùng rất ok. Cam Logitech. Cam này chỉ là cam HD thôi, 720p. Đây là một máy 600. À, đây là PC của mình. Đây là một PC của mình. Mình mới mua cái đây được 2 tháng thôi. Đó là con RAM Intel Core i5-7400 RAM 16GB. Mà cái card của nó là card mình có dùng card là card 1050p. Ok, bắt đầu đây. Đây, 1050p của MSI Default. Đấy, cái này chỉ có thế thôi. Rất đơn giản. Phòng mình cũng là phòng trọ thôi, chẳng có gì nhỉ. Chẳng có gì. Ok thì đây, tiếp theo nữa là các phần mềm mà mình hay dùng để sử dụng cho công việc làm YouTube. Thứ nhất là không phải không kể đến, đó là OBS, là cái phần mềm livestream. Đây, thường dùng là mình livestream đây. Tiếp theo đó là Photoshop. Photoshop thì cái bản này là bản photo, bản photo này không cần cài. Các bạn chỉ cần bật lên và chạy thôi, làm rất là đơn giản. Tiếp theo nữa là BlueStacks là mình để chơi game này. Đây là Camtasia. Đây, Camtasia là phần mềm mà mình dùng để edit video. Cái phần mềm này thì được cái là làm edit rất là nhanh, làm rất là đơn giản. Đấy, thế thôi. À, trong PC của mình có gì? Không cả có gì khác ngoài có đây, còn mình có hai game này thôi, đó là Clash Royale và PUBG. Để mình nói sâu một chút cho các bạn xem là khi mình live stream thì mình sẽ như nào. Thì mấy hôm nay mình bắt đầu sử dụng live stream đó là dùng bằng BlueStacks để bình luận. Mình không bình thường, thường mình sẽ chơi game bằng iPad và iPad Air của mình. Ok, để mình sâu cho cái này một chút. Mà thuộc cái này các bạn cũng biết rồi. Thông thường thì cái này nó bình thường thôi. Ok, và cái mà mình đang quay đây là chính là con 6 mà mình mua đã cách đây được hơn 1.5 năm rồi. Nên bây giờ mình vẫn còn để nguyên, chưa cài lại. Đây, còn cái cuối cùng của mình đó chính là cái mà mình để hay chơi game. Đó là con iPad Air đã theo mình phải được hơn 1 năm rồi. Đây, nhưng mà một chút nhưng thôi không sao. Và đằng sau là con dây vệ sinh. Đây, con iPad Air của mình. Mình xếp con iPad này thì mình đang sử dụng ở iOS 9. Vì mình iOS 9 nó jailbreak được nên là mình sử dụng cái luôn, mình cài luôn cả cái app recorder này jailbreak được, thì mình khi mà mình có replay lại các game, record lại các cái game replay thì mình sẽ làm rất dễ hơn. Ok, và đấy là phòng trọ của mình, nó rất là đơn giản thôi. Đấy, mọi thứ đây, BlueStacks bình thường ấy. Khi mà mình live stream ấy thì mình sẽ có một cái hình, nó chỉ mình để thế này này.
mình chỉ để thế này để mình bình luận thôi, còn mấy cái phần khác như là đấy là mình phải sử dụng cái iPad để mình đọc comment của các bạn, chỉ thế thôi. Ok, và đấy là tất cả những gì của mình thôi. Ở đây show cho các bạn xem này, mình cũng làm, đây là mình, đây có cái thẻ làm việc của mình. Thẻ làm việc của mình cũng rất đấy, thế rồi. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào. Nhớ subscribe để nó miễn phí. Nhớ subscribe để nó miễn phí.